Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu một cái dòng sản phẩm mới mà mình nghĩ rằng đây sản phẩm nó sẽ giúp cho mọi người tăng trưởng số lượng sale hoặc là build cửa hàng cho đồ handmade khá là tốt. Đấy là dòng sản phẩm này. Thì đây là một sản phẩm về toner name LED. Mình thấy ở trên cộng đồng SC Việt Nam cách đây khoảng 3 hôm có một người họ chia sẻ tìm cái đơn vị để fulfill sản phẩm này, và phần phía dưới comment phía dưới đây ấy, có rất là nhiều người họ quan tâm. Thì từ đấy mình mới bắt đầu mình nâng nghe qua cái thị trường bên nước ngoài xem thử con này hiện tại bên cộng đồng bên nước ngoài họ đang nhắc về cái sản phẩm này như thế nào. Thì mình search cụm từ khóa này Tumblr name ở trên tài khoản Facebook cá nhân của mình ấy, thì đây là cái kết quả mà mình nhận được. Mình tìm thấy một cái user cá nhân và họ có lượt tương tác rất là tốt. Đối với mình thì những cái sản phẩm mà có lượt lượt like, lượt comment mà nó tương đồng với nhau, có nghĩa là nó tỷ lệ thuận với nhau, thì mình đánh giá đây là một thị trường tiềm năng. Ở đây thì mình phát hiện ra một cái bài viết như vậy. Mình sẽ cố gắng xem thử những cái sản phẩm liên quan hoặc những cái bài viết tương tự như vậy thì nó có đạt được cái lượt tương tác như vậy hay không nhá. Thì khi mà có những cái bài viết lặp đi lặp lại nhiều dạng như vậy thì chắc chắn một điều rằng đây là một cái sản phẩm khá là mới và mình hoàn toàn có thể tham gia thị trường này. Ở đây thì mình thấy một bài viết khác này, tuy nhiên thông số chưa được như cái kỳ vọng của mình sẽ xem thử thêm. Ở phía dưới đây cũng vậy. Ở dưới đây thì mình thấy đã có tương tác về cái lượt comment, lượt share có. Mình sẽ xem thử tiếp và dưới đây lại tiếp tục nhận được cái thông tin dạng như vậy nữa. Phía dưới đây có một cái bài viết khác cũng 4 tương tác này về khoảng đâu đó 11 cái comment, 6 cái lượt share. Mình sẽ xem tiếp nhá. Thì đây cũng tương tự như vậy, từ một cái sản phẩm, từ một cái bài viết khác này. Ok, thì mình thấy được một điều rằng người ta đang nhắc về nó, cũng bắt đầu cái sản phẩm này bắt đầu nó được nổi lên và người ta đang nhắc về nó rất là nhiều. Vậy thì mình sẽ quay bên SC để mình tìm kiếm thử. Điều đầu tiên là mình sẽ search cụm từ khóa này ở trên SC. Đối với mình đây là một cụm từ khóa, đối với mình thôi, thì đây là một cụm từ khóa rất là mới đối với mình. Thì mình sẽ xem thử ở trong đây ấy, thì những cái cụm từ khóa về cái sản phẩm này có những cái sản phẩm liên quan về gọi là những cái biến thể của nó như này: SVG, cover SVG, rồi cover SVG bundle, rồi rất là nhiều cụm từ khóa dưới đây. Thì nếu như mà một cái cụm từ khóa chính của các bạn bỏ vô trong SC mà nó xuất hiện những cụm từ khóa con thì chắc chắn đây là sản phẩm nó có nhu cầu, tại vì cái khu vực tìm kiếm trên đây ấy, khi mà người dùng họ tìm kiếm nhiều thì nó mới xuất hiện những cái keyword liên quan, keyword con của nó nằm phía dưới. Cho nên là đây là điểm mình lưu ý. Mình sẽ xem qua một số thông số phần phía dưới trước nha. Và mình sẽ search cụm từ khóa đấy là một, và mình sẽ xem chỉ số của nó. Trên màn hình của mình thì mọi người có thể thấy được những cái sản phẩm từ bên tay trái và bên tay phải mình như sau. Cái cửa hàng đầu tiên nó bao gồm 2100, ở đây là 2100 review này. Ở đây thì có một cửa hàng khác là 150, như cái này bán template thôi thì phải. Template này dạng khuôn á. Ở đây thì có khoảng 9000 review, ở đây thì 48 review. Mình sẽ xem tiếp ở cái dòng thứ hai thì coi. Thì đây thì có một cửa hàng bán 20, có khoảng 27,200 review. Ở đây thì có khoảng 13,7. Và bên đây có một cửa hàng mới này, họ đang có một cái sản phẩm cách đây khoảng 6 ngày. Và đây là cái dòng sản phẩm liên quan về cái Tumblr name plate này luôn. Và họ up cách đây mới có 6 ngày thôi. Hiện tại thì có lượt view tăng trưởng của họ trong 24 giờ qua là 169 view. Và mình không biết là họ bán được bao nhiêu, nhưng mà trong cửa hàng họ hiện tại đang thống kê này có khoảng 2 zone trên mỗi ngày nè. Ở đây thì mình thấy đây là một cửa hàng mới nhá. Mình sẽ xem thử trước. Mình sẽ xem thử.
cửa hàng này cũng khá là mới, 42 sale và họ có khoảng 52 listing. Toàn bộ các sản phẩm của họ đang bán ở trong khoảng thời gian hiện tại ấy, thì mình sẽ xem biểu đồ zone trước đi. Họ đang có khoảng tầm 10 đến 10 từ đây đến từ 10 zone là ngày 10 11 zone chứ, 11 zone vào ngày 25. Và hôm nay là khoảng ngày hôm qua là khoảng 7 zone, nó cũng khá là logic. Thì mình sẽ xem phần phía dưới những cái sản phẩm họ bán là về tum lờ. Và nhìn vào cái số lượt view ở đây ấy, thì mình biết chắc chắn là những cái sản phẩm như đây họ không bán được. Lượt view cũng khá là thấp này. Tuy nhiên mình sẽ xem cái sản phẩm bên dưới thử xem sao. Ở đây thì cái sản phẩm về Tumblr name tag, cái tên bên đây họ này đặt khác à. Thì nói chung về cái concept sản phẩm ấy thì nó giống sản phẩm bên kia. Cái sản phẩm mà mình coi trên Facebook á, cộng đồng SC Việt Nam. Nhưng mà về cái tên thì họ đã đặt khác. Nhưng mà về số liệu ấy thì mình thấy cái số liệu ở đây họ bán ra rất là tốt. 128 view, 274 view, tăng trưởng trong khoảng 24 giờ qua. Và hiện tại toàn bộ những cái sản phẩm mà họ bán á, đa phần là về cái sản phẩm dạng cái custom name, được cái tên cài ở trên cái nắp của cái tâm lờ, đa phần là như vậy. Và đây mình thấy có một sản phẩm mới nữa này. Tạm thời thì mình sẽ nghiên cứu sản phẩm này nhá, tại vì video này mình sẽ nói về sản phẩm này thôi. Vậy này, ở đây mình thấy được toàn bộ listing họ bán trên cửa hàng này đều đang dồn cái traffic vào trong cái sản phẩm này, sản phẩm trên đây này. Có điều này đồng nghĩa việc này trên cửa hàng này hiện tại họ chỉ bán được mỗi cái sản phẩm này thôi. Xem thử có họ còn bán sản phẩm nào khác không. Sản phẩm này dùng Midjourney nè, nhưng mà cũng không có lượng sale nhiều, quá nhiều. Có vẻ họ cũng đang trên thị trường. Nhưng mà đối với cá nhân mình, đối với một cửa hàng mới ấy, thì mình thấy được cái số liệu ở đây thì chắc chắn một điều là mình sẽ quan tâm về nó nhiều hơn. Ở đây thì mình thấy cái cửa hàng đó họ đang có khoảng tầm 10 zone mỗi ngày đối với cái sản phẩm này. Về sản phẩm chủ đạo cũng chính là sản phẩm này luôn. Những cái cửa hàng khác bán về sản phẩm này họ có lượt view khá là cao. Thậm chí ở đây có một cái listing họ tạo cách đây 5 ngày nhưng mà lượt daily view của họ tăng trưởng trong khoảng 24 giờ qua thì nó tăng lên khoảng 1.700 view. Có nghĩa là cái sản phẩm này hiện tại họ cũng đang bán được luôn. Mình sẽ xem thử cửa hàng này nhé, xem thử con này hiện tại họ đang bán về cái sản phẩm gì nè chủ yếu, để mình đưa ra kết luận. Ở đây họ có khoảng 85.000 sale. Thì với một cửa hàng mà nó có nhiều sale như vậy thì mình cũng rất là khó đánh giá. Mình sẽ phải dựa vào tiêu chí đẩy cái sản phẩm. Thường thường những cái sản phẩm mà họ bán được nó chỉ khoảng đâu đó khoảng tầm 5% trong tổng số listing cửa hàng mà thôi. Thì đối với những cái cửa hàng mà có lượng sale nhiều như vậy này thì đánh giá khó ở chỗ này, cái traffic vô nhiều đó. Cho nên là cái việc mà họ bán được hàng nó cũng dễ hơn những cái hàng nhỏ. Nhưng mà không sao, tạm thời mình bỏ qua yếu tố đấy, mình xem thử coi này cái sản phẩm hiện tại họ đang bán chủ đạo này sản phẩm gì mà thôi. Ở đây thì mình thấy cái listing từ bên tay trái qua họ cũng mới up này, 281 listing. Phía dưới đây họ đã có những listing cách đây 3 năm 7 năm rồi. Đây là tổng zone của listing được ước tính là khoảng 335 zone, 361 zone. Mình xem thử phía dưới nhé. Họ cũng bán những cái sản phẩm custom khác. Phía dưới đây này họ bán 3 năm này 389.620 view trong khoảng 3 năm. Bên đây thì 11.000. Nhưng mà bây giờ mình đang để ý đến cái sản phẩm này. Họ mới up cách đây khoảng 5 ngày thôi nhưng mà nó đã tăng trưởng khoảng 331 view rồi. Nó còn cao gấp 3 lần so với sản phẩm bên này. Điều này nó đang có một cái điểm gì đấy đối với cái sản phẩm này, hiện tại thị trường đang được nhắc đến nhiều, hoặc là người ta đang quan tâm về nó nhiều ấy, thì nó mới được cái chỉ số cao như vậy. Ví dụ như sản phẩm trên đây là có khoảng 2.234 view này.
sản phẩm bên cạnh thì cũng khoảng 14 view và họ mới chỉ up cách đây khoảng 5 ngày thôi. Nó đang là, nếu mà xem qua các cửa hàng này thì đây là một tín hiệu vô cùng tốt, tại vì dựa vào thông tin này về cái số liệu ở trên cái biểu đồ zone ở trên đây được đẩy ra ngoài ấy, thì mình biết chắc chắn rằng cái cửa hàng này nó đang có một cái sản phẩm nó đang gọi này đang gánh team, gọi này gánh team đẩy cái sản phẩm họ lên trên cùng, hoặc là vì lý do vậy cho nên này cái biểu đồ zone này tăng trưởng nè. Về cái sản phẩm mà mình chú ý hiện tại thì mình thấy cái số lượng view của sản phẩm này cực kỳ nhiều trong cái cửa hàng này. Chỉ tính riêng mỗi sản phẩm này thôi này, nó đã có lượng view rất là cao rồi. Những sản phẩm như đây thì lượt view họ đã gom khoảng mấy năm rồi thì họ mới đạt được khoảng vài chục nghìn. Còn đối với sản phẩm mới đây thì nó đã đạt được khoảng 1.000 view, thì chắc chắn đây là một sản phẩm tiềm năng cực kỳ. Mình sẽ xem một vài cái cửa hàng khác nữa để mình đánh giá cái sự khả quan này. Mình sẽ xem tiếp nha. Còn phía dưới đây thì mình sẽ xem tiếp. Ở dưới đây mình phát hiện thêm hai cửa hàng nữa có số lượng view nè 687 review và 349 review. Sản phẩm từ bên tay trái qua bên tay phải thì mình sẽ xem số liệu. Mình thấy được rằng đối với cửa hàng hồi nãy là cửa hàng bên đây nè, mình đang xem cửa hàng là 85.000 sale. Về bên đây ấy, thì chắc chắn 85.000 sale thì nó sẽ có cái tỷ lệ về review nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ở đây là 27.000 review, bên đây 13.000 review, còn dưới đây ấy, nó mới chỉ có khoảng 600 review thôi. Về listing này họ mới tạo cách đây khoảng 3 tuần, nhưng mà cái số liệu họ đang bắn ra ấy, mình đang thấy được trên màn hình của mình rằng cái số liệu nó đang tăng trưởng khoảng tầm 1.700 view mỗi ngày cho cái dòng sản phẩm này, và ước tính khoảng tầm 51 zone trong khoảng 24 giờ qua. Về tổng số zone chỉ trong vòng 3 tuần thôi, nó đã đạt được khoảng 418 zone. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng tới thời điểm hiện tại. Về bên cửa hàng bên cạnh thì nó nhỏ gấp đôi so với cửa hàng bên tay trái này của mình. Nó nằm ở giữa đây ấy, thì mình thấy nó chỉ có khoảng 349 review mà thôi, nhưng mà bên đây ấy, thì đến 687 review. Phần phía dưới đây thì mình thấy được họ đạt được con số là 1.900 view trong khoảng 1 tuần khi mà đẩy sản phẩm lên trên sàn. Và hiện tại họ đang tạo ra khoảng 9 zone mỗi ngày trong tính trong 24 giờ qua được ước tính. Và cửa hàng này đang có khoảng tổng số zone là 64 zone trong tổng số là 51 zone được bán qua trong 24 giờ qua ấy, thì tổng số 64 zone này nó đang xác nhận cho mình biết được một điều rằng cái cửa hàng này nó đang được dồn toàn bộ các đơn hàng được vào cái sản phẩm mà mình đang đề cập là cái sản phẩm này này. Đây, nó đang được dồn hết về những sản phẩm này. Hiện tại cửa hàng này hiện tại họ đang có khoảng 130 listing và họ đang bán về rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau như mọi người thấy ở đây. Tuy nhiên những sản phẩm họ bán được và được cái chỉ số cao ấy, nó đang dồn hết vào cái dòng sản phẩm Tumblr Nameplate. Nó đang dồn vào những cái dòng sản phẩm đó. Vậy thì chắc chắn một điều rằng đây cũng vậy này. Và chắc chắn một điều rằng toàn bộ số zone của cửa hàng này hiện tại đang được tăng trưởng dựa vào cái sản phẩm đó. Bây giờ mình sẽ xem cái cửa hàng bên này nhá. Mình sẽ xem cửa hàng 300 này thử coi, 300 review này thử. Cửa hàng 300 review họ đang tăng trưởng cực kỳ tốt luôn. Họ đang tăng trưởng này. Những sản phẩm về Christmas 10 tháng trước, 2 tháng trước. Và hiện tại ấy, là cái sản phẩm mới đấy này thì họ mới up cách đây 2 tuần. Cái sự tăng trưởng của nó còn vượt bậc hơn nữa cơ. Doanh số đang tạo ra là khoảng 2.900
revenue về doanh thu. Sản phẩm này đang rất là tốt luôn. Mình coi thử một vài cái cửa hàng khác thử. Xin lỗi mọi người nhé. Ở đây thì mình sẽ thấy một cái sản phẩm. Ồ, cửa hàng này nó còn thấp hơn nữa nè, 105 review, 21 xôn ước tính về 300 xôn tổng ước tính luôn, về ước tính là 1969 view trong 24 giờ, doanh số là 3007, và họ mới tạo ra cái listing này cách đây khoảng 4 tuần. Chắc chắn đây là một dòng sản phẩm rất là tiềm năng. Đôi khi mọi người sử dụng extension nó sẽ bị lỗi á, dạng như vậy này. Thì mọi người để ý cái phần tên shop ở trên đây, về tên shop dưới đây nó phải giống nhau nhá. Đôi khi bị lỗi thì mình sửa lại thôi. Nếu bạn nào chưa dùng thì bạn có thể đổi, bạn có thể gõ cụm từ hay SC dưới đây cũng được, hay SC enter cũng được, thì khỏi cần cài extension. Mình cài extension cho tiện. Đây, hay SC này, mình sẽ xem biểu đồ chẹt. Wow, bán khá tốt ha. Một tháng tăng trưởng đều từ bên này qua. Và mình coi thử bên đây, hiện tại cửa hàng này họ có khoảng 1.000 xôn, 25 listing đa phần này sản phẩm về cái tumble nameplate đó, custom name. Mình biết chắc chắn được một điều rằng khi mà mình bán sản phẩm này á, nó sẽ rất là dễ build cửa hàng. Là một, cửa hàng của mình nó lại thuần về handmade nữa, cho nên là cái sức khỏe của cửa hàng nó cũng sẽ rất là tốt. Nếu như mà SC có cố gắng áp dụng cái policy này, họ chỉ cho phép bán đồ handmade thôi, thì mình nghĩ đây cũng là một cái sự lựa chọn cho mọi người bán sản phẩm mới. Họ bán rất là tốt mọi người ạ. Có xem qua thì đây đa phần 40 xôn mỗi ngày, mà hiện tại họ đang có khoảng 20 xôn cho listing này đầu tiên luôn này, riêng dòng sản phẩm đó. 20 xôn này rất là nhiều, rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên nó đang dồn vào cái sản phẩm chủ đạo chính là cái tumner nameplate. Mình sẽ xem phía dưới đây còn những cửa hàng nào nhỏ nhỏ khác hay không, họ đang làm chính thức tương tự hay không. Có một cửa hàng mới nữa này, họ mới tạo cách đây khoảng 5 ngày, về có vẻ như là cái nút view họ cũng đang có. Đấy, vì đây cũng có những cái cửa hàng rất là nhỏ và họ cũng đang bán. Họ up cách đây khoảng 4 tuần và bây giờ họ đã có name best seller rồi. Thuần về handmade. Thì mình nghĩ đây là một cái sự lựa chọn mới cho mọi người. Nếu mọi người tham gia thị trường bên SC ấy, nó sẽ đạt được hai yếu tố này, vừa handmade về lượng xôn tăng trưởng rất là cao trong thời điểm hiện tại. Còn tương lai như thế nào thì mình không biết, nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì cái số lượng xôn của nó về cái nhu cầu rất là cao. Dựa vào những cái gì mà mình vừa phân tích ấy, thì mọi người nên tham gia thị trường này ngay lúc này. Mình không biết là bên nào đang fulfill sản phẩm này, có thể mọi người tìm hiểu trên cộng đồng SC Việt Nam, mọi người hỏi trên đây thử xem. Thì mình thấy có một vài đơn vị họ chào mời phía dưới đây rồi này. Các bạn chỉ cần tìm về cái độ uy tín của sản phẩm này nữa để các bạn đẩy hàng đi thôi. Sản phẩm này thì mình đánh giá về cái giá của sản phẩm trước đi. Sản phẩm này đang có giá khoảng đâu đó tầm 11 đô. Mình sẽ xem thử nhé, để mình coi mình cạnh tranh kiểu gì. Giá này ở Việt Nam chắc mình nghĩ chắc sản xuất đâu đó khoảng tầm 1-2 đô gì đó. Sản phẩm riêng nghiêng về resin. Đây là những sản phẩm mà nó sẽ đòi hỏi cái tính handmade khá là cao. Coi thử. Ngày 28 tháng 8 đến ngày 30 đến ngày mùng 7 tháng 9 à.
về thời code ship này 4 đô. Vậy cho trung bình một cái sản phẩm này hiện tại họ đang bán là khoảng 15 đồng. 15 đô mà các bạn tìm đâu đó đơn vị sản xuất nó giá đâu đó khoảng tầm 1 phần 3 trong đây ấy, thì mình có thể mình cân nhắc mình đẩy sản phẩm này được rồi. Hiện tại họ đang bán khá là tốt. Có đơn vị bán 16 đô này, họ vẫn bán được. Nhưng mà đối với cửa hàng to thì mình không nói. Còn những cửa hàng mà nhỏ thì mình chỉ bán giá thấp thôi. Để mà mình ranking. Ok, thì đây là nội dung của video clip này, mình thấy nó cũng khá dài rồi, bạn có thể xem thêm số liệu nhé. Và hy vọng rằng cái video clip này có ích cho mọi người. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo.